cách phân biệt canxi hữu cơ và canxi vô cơ một cách đơn giản nhất. Chỉ cần chúng ta có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Canxi vô cơ là canxi đá vôi, canxi carbonate, canxi CaCO3. Canxi này ấy, khi mà anh chị mình uống vào ấy, cái tỷ lệ hấp thụ nó chỉ khoảng 20-25% thôi. Uống vào sẽ phản ứng với dịch vị axit trong dạ dày của mình. Giống như kiểu mình tôi vôi ấy, khi mà uống vào nó sẽ phản ứng với dịch vị và nó sủi bọt, nó lắng cặn, nóng, nó sinh ra sỏi thận, viêm loét dạ dày, thậm chí là táo bón, viêm hang vị dạ dày, thậm chí là nổi mụn, nó phì hết cả người lên. Cái thứ hai là canxi hữu cơ. Canxi hữu cơ thì có canxi hữu cơ từ thực vật, từ hoa quả, từ tảo biển, từ cá, thì tỷ lệ hấp thụ sẽ được khoảng từ 50-60%, nhưng lại không phù hợp với cấu trúc của kho xương mình. Giống như việc nếu như anh chị mình có thể uống bổ sung được rất là tốt, nhưng nếu uống mà để hỗ trợ điều trị bệnh, để khôi phục xương thì hiệu quả nó không được cao. Nên anh chị mình khi mình uống canxi hữu cơ vẫn là uống canxi hữu cơ, vẫn an toàn với dạ dày, nhưng cái hiệu quả cho xương khớp của mình lại không được cao, vẫn đau. Và thứ ba đó chính là canxi hữu cơ sinh vật nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Đây là canxi hữu cơ thủy phân enzyme, uống vào không nóng, không lắng cặn, không sinh ra sỏi thận, không hại dạ dày. Và đây là dòng đông y, canxi sẽ khôi phục trực tiếp, ổn định lại mật độ của xương, hỗ trợ khôi phục lại chức năng xương, xử lý ngay tình trạng về thoái hóa, đau nhức mỏi cổ vai gáy, tê bì tay chân, co cơ chuột rút, tiền đình, thiếu máu lên não, huyết áp thấp, hay bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu ù tai. Và mỗi một ngày anh chị em hãy sử dụng canxi hữu cơ sinh vật sau ăn sáng anh chị nhé.